Hello cả nhà nha. Mình đang đi hái nụ áo nha cả nhà. Nụ áo là cái dao nha cả nhà. Đây là cái dao nụ áo nè. Đây quay cho cả nhà coi. Nè, hái cái dao này cả nhà. Thì cái này thì ở trong rừng mới có nha cả nhà, chứ ở ngoài là không có. Tháng này mình mới thu hoạch rừng xong á thì nó còn, chứ về vài tháng xong nước nó vô rồi là hết nha cả nhà. Nụ áo là bán tiền cũng nhiều lắm đó nhà. Nhóc luôn nha cả nhà. Nãy giờ là mình hái là có cả bao rồi đó. Nãy giờ mình hái được nhiêu rồi nè. Nó dễ ăn đó cả nhà, mà ngon nữa. À, đây là cây nhãn lồng nữa nha. Đây là nhãn lồng. Còn đây là nụ áo nè. Còn cái này là cây đọt chải nha cả nhà. Đi không mang dép luôn nè. Này hai cây nữa nha. Mình không có móng tay á, khó 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 ngắt lắm. Đây nhóc luôn cả nhà ơi. Đây bó bụi nữa nè. Ở đây là người ta kêu rau gừng á, nên là giá nó mắc lắm, chứ không có rẻ như mình rau ngoài chợ kia nha cả nhà. Thậm chí là cái rau này cũng không có người trồng luôn, trồng được. Này, mới sơ sơ là nhiêu đây nè, nấu canh nhúng lẩu ăn ngon lắm cả nhà ơi. Còn ở đây là những cái gốc tràm á cả nhà. Đây tràm mà mình thu hoạch rồi á, như bên đó là bờ keo lai nè. Ở dưới đó là tràm nè cả nhà. Ở đây cũng là tràm nhưng mà thu hoạch rồi. Thu hoạch xong cái mình đốt. Mình đốt cái này nè. Thì chuẩn bị mình trồng cái lại nha cả nhà. Đây có cây khủng lộ luôn. Giờ là mình chỉ đi hái mấy cây nhỏ nhỏ rồi cả nhà. Nhiêu 20. Bao nhiêu là 20.000 cả nhà. Vậy là mắc lắm. Mình không biết giá bao nhiêu chứ mắc lắm. Bây giờ đầy bọc mình về cả nhà. Mấy cây tràm này có trồng lại rồi nè cả tính ra ở trong trong rừng này á cũng khỏe lắm. Không không có cực như trồng lúa nha cả nhà. Tràm mình cứ ghim đại xuống như này nè là nó sống rồi. Như cả nhà thấy đây đó nè, ở trong rừng không cả nhà. Cả nhà hãy đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Rồi. Nãy mình đi gấp quá mình không có mang dép ở nhà. Giờ mình đi dưới này rau.
mình mới đi có chút xíu thôi mà đầy cái bọc này rồi đó cả nhà. Ô chàm cũng có nhiều cây chết lắm nè cả nhà ơi. Ở phía trước á cả nhà, thấy cái bờ cây đó là cả nhà biết cây gì không? Đây là bờ keo lai nha cả nhà, cây cao quá, cái cây lớn lên đó là cũng là keo lai đó, thì cây nhỏ này cũng là keo lai nè cả nhà. Này mình mới trồng được hổm nè, trồng là mới bốc lớn như thế này là khoảng 3 năm rưỡi là mình có thể bán được nha cả nhà. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Thì cả nhà hay cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, bye cả nhà.